sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam cũng như quân khu 5 đã nhanh chóng tìm cách thông các tuyến đường và tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi chữa trị. Cùng với đó, công tác tìm kiếm những người mất tích cũng được nhanh chóng triển khai. Do vụ sạt lở nghiêm trọng và chưa từng xảy ra ở khu vực này, nên người dân tại đây rất hoang mang, lo sợ. Hiện giờ bà con là rất là hoang mang, lo sợ. Thứ nhất, một số mà bị thương là đã đi cấp cứu với bác Trà My rồi. Còn một số sống sót rất là hoang mang. Hiện trường vụ sạt lở này là quá ghê luôn. Đất đá rồi vùi lấp hết, cát rồi cây gỗ rồi tràn lan hết một bãi rộng hơn 1 hectare. Cho nên là rất nguy hiểm và rất khó là khắc phục. Và nếu mà đứng ở đó thì không cách gì mà trốn tránh được. Do tuyến đường vào vị trí thôn 1 có nhiều đoạn bị sạt lở nặng, nên các lực lượng chức năng chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ và sử dụng sức người để tìm kiếm ban đầu. Các phương tiện cơ giới cũng đã được điều động và sẵn sàng hỗ trợ công tác tìm kiếm ngay khi giao thông thuận lợi. Trong quá trình tìm kiếm rất là khó khăn, bởi vì địa hình miền núi rất là hiểm trở, do đó mà với sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ toàn quân cũng như là ở địa phương cũng như lãnh đạo của sở ban ngành cũng như ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh của huyện đã tiếp cận hiện trường một cách nhanh nhất để có thể là cứu kịp thời cho người dân. Tại vị trí sạt lở thôn 1 xã Trà Leng, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại ngay cả trong đêm.